Tối qua, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu, ban tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024 tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc. Lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay, 16 tháng 3, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu. Các nội dung trong lễ khai mạc gồm biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng, diễu hành biểu dương các lực lượng, rước đuốc, châm lửa đài đuốc Hội Khỏe Phù Đổng, chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, phát biểu chúc mừng và tuyên bố khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024. Đại diện vận động viên và trọng tài tuyên thệ, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên và trọng tài. Và kết thúc buổi lễ là chương trình đồng diễn thể thao nghệ thuật chào mừng với chủ đề Niềm tin bay cao. Tại buổi tổng duyệt chương trình lễ khai mạc, các thành viên trong ban tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh lưu ý một số vấn đề về các khâu chuẩn bị sân khấu như ánh sáng cho khu vực sân khấu phải được chuẩn bị chu đáo, kiểm tra lại hệ thống âm thanh, chuẩn bị chu đáo phần giới thiệu và khu vực chỗ ngồi cho các đại biểu, đồng thời chỉnh sửa nội dung giới thiệu các đoàn vận động viên và chỉ đạo việc di chuyển của các lực lượng trong phần diễu hành được hợp lý, đặc biệt là an ninh trật tự phải được tăng cường và đảm bảo buổi lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.